Nếu bạn có một kế hoạch cụ thể và chi tiêu tài chính hợp lý, thì việc trả nợ hay mua sắm với những dự định lớn hơn là hoàn toàn có thể. Như trường hợp dưới đây, để trả khoản nợ 125.000 đô la Mỹ, tương đương 2,8 tỷ, thì vợ chồng anh Marek và chị Cobus ở Kansas, Mỹ đã tạo ra một kế hoạch chi tiết bằng cách giảm diện tích căn nhà từ 102 m2 sang 18 m2, bán toàn bộ nội thất thừa. Ở nhà to mà suốt ngày lo nợ nần, Năm 2017, Marek và Cobus dọn đến sống trong một căn hộ các xếp rộng 102 m2 ở Florida. Sau khi tính toán, họ nhận ra rằng mình vẫn còn nợ 125.000 đô la Mỹ, tương đương 2,8 tỷ đồng từ các khoản vay vài năm trước. Marek làm bảo vệ còn Cobus làm giáo viên, với mức lương của hai người thì rất khó có dư để trả khoản nợ này. Vì không muốn sống trong căn hộ lớn nhưng hàng tháng lại đau đầu với khoản nợ nên hai vợ chồng đã lên kế hoạch để giải quyết vấn đề. Marek cho rằng căn nhà này quá lớn chính là gánh nặng nợ nần nên anh bàn với vợ nên chuyển sang căn nhà nhỏ hơn. Tuy nhiên, Cobus không đồng ý với kế hoạch này ngay lập tức. Cô giải thích, chúng tôi có rất nhiều đồ đạc và tôi không muốn bán nó đi. Nhưng khi tôi nhận ra đó chỉ là vật chất, tôi nghĩ chồng mình đã có một kế hoạch rất hay. Sau đó họ sẽ mua đất và xây một căn nhà nhỏ dạng nhà di động đầu tiên hai vợ chồng mời những người mua tiềm năng đến xem đồ nội thất bao gồm đồ trong phòng ngủ và cả ghế sofa cực lớn cả hai thứ này đều không phù hợp với ngôi nhà nhỏ mà họ sẽ chuyển đến họ đã bán tất cả mọi thứ và có được một khoản tiền mặt để trả khoản nợ lớn kia sau khi tự tay bán đi từng món đồ hai vợ chồng mới nhận ra họ đã tiêu rất nhiều tiền để mua đồ đạc chỉ để lấp khoản trống trong căn nhà lớn của họ mà chẳng sử dụng được bao nhiêu tài chính bền vững nhờ chi tiêu có kế hoạch Tiếp theo, hai vợ chồng bắt đầu bắt tay vào thực hiện căn nhà mới. Một trong những điều thú vị là họ sẽ tự tay thiết kế căn nhà sắp tới cho phù hợp với nhu cầu. Hai vợ chồng đã làm việc với một công ty làm nhà di động và đưa ý tưởng phát thảo thiết kế, đảm bảo nó có đủ tất cả các chức năng quan trọng nhưng vẫn đảm bảo được sự thoải mái. Phòng khách sẽ có TV và ghế sofa 3 chỗ ngồi với tủ khóa dưới ghế. Phòng tắm bao gồm máy giặt, có góc tắm vòi sen cỡ tiêu chuẩn. Nhà bếp được trang bị bếp nấu ăn bằng thép không gì, lò vi sóng và bàn gỗ lớn, phòng ngủ nằm ở tầng giữa với giường cỡ lớn. Do đã dùng tiền có được để trả dứt điểm khoản nợ cũ, họ vẫn phải vay thêm 55.000 đô la Mỹ, tương đương 1,3 tỷ đồng để mua đất làm nhà. Tuy nhiên, theo quy định tại Mỹ, các khoản vay cá nhân như vậy thường được ưu đãi về lãi suất. Họ đã hoàn thiện được ngôi nhà nhỏ đáng yêu sau 4 tháng xây dựng. Sau 2 năm sống trong ngôi nhà nhỏ, cộng với việc chi tiêu tiết kiệm, cuối cùng hai vợ chồng họ cũng đã trả hết được nợ. Và như vậy, với kế hoạch đổi nhà, sau 2 năm, Marek và Cobus đã trả xong khoản nợ 125.000 đô la Mỹ, 2,8 tỷ và cũng trả xong tiền vay để xây căn nhà nhỏ là 55.000 đô la Mỹ, gần 1,3 tỷ và từ nay sống thành thơi, không phải chịu áp lực nợ nần. Hai vợ chồng cho biết, bí quyết thành công khi thực hiện kế hoạch này là cả hai luôn chấp hành nghiêm chỉnh quy tắc tiết kiệm, họ chỉ bỏ tiền mua những thứ thực sự cần thiết và dùng thường xuyên. Rút kinh nghiệm từ kế hoạch chuyển nhà, hai vợ chồng cũng chuẩn bị được một kế hoạch tài chính để vượt qua đại dịch Covid-19, ngay cả tình huống không có việc làm và thu nhập.